muốn hạnh phúc đến ngày này, mang dấu yêu thanh bình qua nơi đây. Ta sẽ đi đi khắp bốn phương trời, theo dấu mãi không rời, mang lại ánh sáng cho đời. Ai lâu nay loay hoay mong đầu đôi và cầm may, mơ đâu mai sao tung bay, nhưng mà ôi thật không may. Trời xanh kia không giang tay cho kẻ có tội, cuộc đời không buông tha cho những kẻ sống cơ hội. Tìm ánh sáng, tìm thanh thản, tìm tình yêu mang đến phương pháp khắp thế gian. Đường xa mây rồi sẽ thấy một tia sáng sẽ dẫn lối ta. You know this is my life. This is my life. This is my life. This is my life. You know this is my life. This is my life. Đến ngày này mang dấu yêu thanh bình qua nơi đây. Ta sẽ đi đi khắp bốn phương trời, theo dấu mãi không rời, mang lại ánh sáng cho đời. Người thì vì gia đình, người thì chỉ nghĩ cho mình, người thì chỉ vì chia tình mà không thể giữ được mình. Lao đi như con thiêu thân chẳng thấy lưới trời, nơi mà giày chơi vơi là đã đánh mất cuộc đời. Tìm ánh sáng, tìm thanh thản. Tôi hy vọng rằng với sự kiểm soát đặc biệt của chị Trương Ngọc Ánh cùng với lại dàn diễn viên rất là chuyên nghiệp cũng như là rất là ấn tượng, tôi hy vọng rằng là chính xác sẽ tạo được một làn sóng cũng như một thương mới mẻ và đặc trấu tim trong dịp này. Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ có rất nhiều điều hay ho để xem. Vâng, sẽ vào xem. Mà các bạn muốn tin hay là muốn biết điều đó nó chắc chắn thế nào thì các bạn xem thử. Đối với diễn viên Trương Ngọc Ánh thì chị là một trong những diễn viên mà Linh hâm mộ từ nhỏ rồi. Chính vì thế nên mỗi lần mà Trương Ngọc Ánh ra một bộ phim còn thì Linh rất là quan tâm. Rất là hy vọng Truy Sát sẽ lại là một bom tấn giống như là Hương Ga. Xin chúc cho anh Cường Ngô và chị Trương Ngọc Ánh sẽ thành công rực rỡ. Nghĩa là action làm rất là tốt. Bộ phim này một phim hay và có thể là thu hút khán giả trong thời gian tới đến rạp rất đông. Lần đầu tiên tôi xem một cảnh mà gần cuối phim nhiều cái action làm cho tôi cuốn hút kiều cùng và tôi không rời mắt nào hẳn một xíu nào hết. Mong mọi người sẽ đến rạp ủng hộ phim Truy Sát vào ngày 22/4 này nhé. Là mong hôm tới ngày 22/4 thì sẽ ra mắt phim trên toàn quốc, thì mong các bạn khán giả ủng hộ Truy Sát và tất cả các diễn viên. Yes. Trương Ngọc Ánh đóng vai thiếu tá Nguyễn An An, một cô thiếu tá rất là bản lĩnh, kiên cường và cũng rất là lãng mạn. Và hy vọng là các bạn sẽ đến coi phim Truy Sát từ ngày 22/4 để ủng hộ cho Trương Ngọc Ánh và ủng hộ cho phim Truy Sát, một bộ phim hành động nghẹt thở của 2016 nhé.